các bạn nhé. Trong các video của Khương Chờ ấy, thì Khương Chờ đi rừng quay cây lá cây câu đằng các bạn nhé, và có cả hai loại, loại xanh và loại ngọn hồng. Thì hôm nay mình quay cho các bạn biết khi cái cây câu đằng nếu mà ngọn xanh mâm ra nó như thế nào, mà ngọn hồng mâm ra nó như thế nào, nhưng đến lúc khô thì nó giống nhau hoàn toàn các bạn nhé. Đây này, bắt đầu nó tái tái giống nhau hoàn toàn. Như những người làm thuốc chuyên nghiệp thì người ta sẽ nhận ra là cái cây ngọn xanh ấy thì thớ nó xốp hơn, cây ngọn hồng thì thớ nó mịn hơn. Đây là cây ngọn xanh các bạn nhé. Đây, tí tôi băm cho các bạn nhìn. Đấy. Còn đây là cây ngọn hồng. Hai cây câu đằng, cây ngọn hồng thì lá to hơn các bạn nhé, lá to hơn, lá to hơn các bạn nhé. Cây ngọn hồng lá to hơn, ngọn non có màu hồng. Cả hai loại này đều có gai quặp giống nhau, thân lúc non đều vuông các bạn nhớ nhé. Nhưng tính năng của nó cũng giống nhau, không khác gì nhau. Nhưng theo tôi ấy, thì cái cây ngọn trắng thì tốt hơn một tí. Cây ngọn trắng thì lá nó nhỏ hơn cây ngọn hồng này các bạn nhé, và lá nó dài hơn. Đấy. Ngọn xanh, lá xanh giống hệt cây ngọn hồng này, nhưng mỗi tội là lá nó nhỏ hơn, cây ngọn hồng thì lá to hơn, đều giống nhau, tính năng chữa bệnh giống nhau các bạn nhé. Nhưng bây giờ tôi băm cho các bạn để các bạn nhận biết được cây ngọn trắng và cây ngọn hồng nhé. Bây giờ tôi băm cây ngọn hồng trước. Đây các bạn nhé, cây ngọn hồng băm ra cái vỏ nó màu nâu nhé các bạn nhé. Đây, màu nâu mà thớ nó mịn hơn các bạn nhé, thớ nó mịn hơn cây ngọn màu xanh nhé. Bây giờ tôi băm cái cây ngọn màu xanh cho các bạn nhìn này. Đây là cái ngọn màu xanh các bạn nhé. Đấy, cái vỏ nó không có một tí màu nào hết. Đấy các bạn nhìn này, vỏ nó màu trắng. Nhưng đến khi nó khô, đây các bạn này, giống nhau hết nhé. Đây, bắt đầu nó chuyển màu giống nhau rồi này. Đấy, tính năng chữa bệnh giống nhau các bạn nhé. Cho nên các bạn đừng có đòi hỏi là tôi muốn mua cái cây màu hồng, cây mua màu xanh nhé. Đều tính năng chữa bệnh huyết áp và thần kinh vai gáy giống nhau, và chữa khớp giống nhau, không có gì khác nhau. Đấy. Còn trong những cái video tôi đã nói tính năng tác dụng chữa bệnh của từng cây rồi, nhưng hôm nay tôi chỉ nói với các bạn này, cây ngọn trắng này băm khó lắm các bạn, thà rằng tôi băm một tạ còn hơn là băm 20 cân cây này. Đây các bạn nhìn này, băm trong sơ này, như cây ngọn hồng này nó không bao giờ sơ. Đó. Xin chào tạm biệt các bạn nhé.